Wow, đã quá Vi ơi. Nước rau củ quả vừa khỏe vừa ngon. Một hộp mỗi ngày cho tiêu hóa khỏe, giảm táo bón nha. Linh thú thượng cổ ta sao? Như vậy là sao? Không còn máy điều khiển nữa thì Hỏa Thình phải bình tĩnh lại chứ. Ri, anh Nu, chị Vi bị phát hiện rồi. Vì chịu sống ức chế thần kinh từ khi mới sinh ra nên bây giờ Hỏa Thình vẫn còn rất hung hăng, chưa biết phải trái. Ri. Có vậy chứ? Bé yêu của ta nuôi từ trứng có khác. Em trai yêu dấu tiếng là. Cho tôi nói thấy sức mạnh của Petromod nào. Là hết ôm sòm nhất đầu đầu quá. Đã vậy thì ta phải làm như lúc ở trong phòng giam của Trumbot thôi. Bà, em sẵn sàng chưa? Dạ, bây giờ luôn ạ. Chị Vi ơi, bà sợ lắm. Hỏa Thình là linh thú huyền thoại đó, vừa mạnh vừa hung hăng. Bà liệu có làm được không đây? Đừng lo, bà đã nói rằng trong những lúc nguy cấp nhất, dòng sữa của em sẽ là báu vật cứu lấy vùng đất linh thú mà. Chị cũng sẽ giúp từ xa với sáu thần nè. Bà làm được mà. Dạ. Tuyệt chiêu sáu triệu hồi, giai điệu tổng động viên, tăng dũng cảm và tự tin cho các linh thú để cùng đoàn kết vượt qua khó khăn. Bà, chúng tôi cũng sẽ giúp một tay. Nữ chú Vi, leo lên lưng mình đi. Hỏa Thình, hãy đỡ chiêu. Tuyệt chiêu triệu hồi sức mạnh kim cương. Ôi, trò con rắn mà đòi thắng được rồng biết bay à. Chưa hết đâu, tức dùng hào quang chính nghĩa lần nữa nào. Một trò không có tác dụng hai lần. Hỏa Thình đang bị đánh lạc hướng rồi, nhanh lên nào. Đúng vậy. Sao, còn trò gì nữa không bọn nhóc con? Ngay lúc này. Cái gì? Giai điệu chữa lành. Ngài Hỏa Thình hãy mau thức tỉnh. Chúng ta là bạn chứ không phải là thù. Giai điệu ấm áp quá. Dòng sữa thật ngọt ngào và thanh mát. Hóa ra vùng đất linh thú có những điều tuyệt vời như vậy sao? Vậy mà đến giờ ta mới cảm nhận được. Sau tất cả những thiệt hại mà ta đã gây ra, vậy mà mọi người vẫn dùng tình yêu thương bao dung cho Hỏa Thình này. Khúc hoàng ca của sữa. Nữ chúa Vi, bà
xin đa tạ hai người đã cứu ta khỏi cơn mê muội. Không cần phải sợ nữa rồi. Cơn thịnh nộ và năng lượng hắc ám trong ta đã không còn nữa. Ta rất xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho mọi người và vùng đất tươi đẹp này. Mừng quá, Hỏa Thành được cứu rồi. Vùng đất linh thú đã được cứu rồi. Hoan hô, mở đại tiệc thôi nào. Chúc mừng dữ nhé. Em mời mọi người uống nu vi nước rau củ quả nha. Wow, Hỏa Thành ngầu quá, đẹp quá. Tiếc là anh bị thương nên không thể tham gia cùng mọi người được. Nhưng anh đã chuẩn bị nhiều nước rau củ quả nu vi giúp tụi em hồi phục sinh lực là tốt quá rồi đó. Vậy là mình đã có được thẻ bài của ba linh thú huyền thoại. Suốt hành trình vừa qua, chúng ta đã gặp được rất nhiều linh thú mạnh mẽ và những thủ lĩnh tài ba. Mỗi người một vẻ, không ai kém ai. Dù âm mưu của Trùm Bốt đã bị ngăn chặn, nhưng mình vẫn nôn muốn gặp thêm nhiều bạn mới nữa quá Vi ơi. Vi muốn thu thập nhiều thẻ bài hơn nữa. Vùng đất linh thú vẫn còn nhiều điều kỳ diệu cho các cậu khám phá đó. Hỏa Thình ơi, chở mình bay một vòng quanh đây ngắm cảnh luôn đi. Nè nè, linh thú huyền thoại không phải là cho cậu cưỡi đâu nha. Hòa bình cuối cùng cũng được lặp lại. Mùa đầu tiên của thủ lĩnh linh thú đến đây là kết thúc. Ta chưa thua đâu, bọn ta sẽ còn quay lại.